Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Honda BRV Một mẫu xe đường nhập khẩu nguyên chiếc Và mẫu xe Honda BRV là mẫu xe nằm trong phân khúc MPV 7 chỗ tầm trung Với tầm tiền của Honda BRV nằm trong khoảng dưới 700 triệu Chưa tính giá xe ra biển số la bánh Tại thời điểm đầu tháng 7 Chính sách bán hàng của Honda BRV vẫn đang ổn định, không có gì thay đổi so với thời điểm tháng 6 vừa rồi. Và khi em chia sẻ đến đây thì anh em nào thường xuyên theo dõi kênh xe Việt hay là những anh em thường xuyên theo dõi giá cả biến động của mẫu xe Honda BRV anh em có thể dừng video được rồi, đỡ mất thời gian của anh em. Phần tiếp theo của video em sẽ cập nhật lại cho anh em giá xe ra biển số làm bánh, chi phí trả góp và một số những thông tin liên quan để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm đến mẫu xe này anh em mới xem kênh xe Việt hay là những anh em mới có nhu cầu quan tâm đến chiếc Honda BRV anh em xem video để anh em có những thông tin cơ sở để đưa ra quyết định mua xe cho phù hợp cụ thể mời anh em cùng xem chi tiết video Mẫu xe Honda BRV là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc với hai phiên bản để anh em lựa chọn đó là BRV bản L và BRV bản G Xe đều là xe nhập khẩu sản xuất 2024 Trên thị trường, Honda BRV cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe sau so. Thứ nhất đó là xe Mitsubishi Xpander cũng là xe nhập khẩu nguyên chiếc Thứ hai đó là chiếc Toyota Veloz chiếc Veloz là xe lắp ráp tại Việt Nam. BRV cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe này. Và trong phân khúc 7 chỗ tầm trung thì anh em còn có rất nhiều sự lựa chọn khác như là chiếc Kia Carens, Hyundai Stargazer, Toyota Avanza, Suzuki L7 và một vài mẫu xe khác. Cũng như mẫu xe Xpander là xe nhập khẩu thì trong thời gian tới khi có chính sách hỗ trợ thuế thì anh em mua Honda BRV hay là Xpander anh em sẽ không được hỗ trợ vì là xe nhập khẩu và tại thời điểm hiện tại anh em vẫn đang được nhà máy hỗ trợ giảm tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe cho anh em mà anh em hay được nghe đến chương trình khuyến mại là nhà máy hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ thì bản chất là quy đổi ra tiền mặt trừ thẳng vào giá xe cho anh em còn sau này anh em đi đăng ký anh em vẫn phải đóng thuế bình thường chính sách bán hàng của Honda không phân vùng thị trường anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và bên em có cơ sở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hai cơ sở này hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em. Anh em ở tỉnh xa thì anh em nên cân đối thêm những chi phí vận chuyển đi lại và so sánh với giá bán tại showroom ở địa phương của mình xem là trên lệch nhiều hay không. Nếu mà trên lệch nhiều thì anh em qua showroom bên em, còn không thì thôi, anh em lấy ở gần cho tiện. Và phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng đầu tháng 7 cho anh em, đó là chiếc Honda BRV bản G. Trước khi đi vào chính sách bán hàng thì em xin phép cập nhật lại thông số kỹ thuật của phiên bản này để anh em nào mới tham khảo anh em thể nắm được. Anh em nào tham khảo thường xuyên rồi thì anh em có thể lướt qua phần này luôn, đến phần chính sách giá bán cũng được. Về kích thước, xe có chiều dài là 4490 mm, rộng là 1780 mm và cao là 1685 mm. Chủ cơ sở của xe là 2700 mm. Khoảng sáng gầm là 20,7 cm. Xe sử dụng động cơ 1.5 lít kèm hộp số vô cấp CVT cho công suất cực đại là 119 mã lực tại vòng tua 6600 vòng trên phút. Dẫn động cầu trước, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 6,4 lít trên 100 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Xe trang bị phanh trước là đĩa, phanh sau là tăng trống. Xe trang bị lan răng hợp kim 17 inch. Hệ thống hỗ trợ vận hành bao gồm có các năng đó là tay lái điện thích ứng nhanh với chuyển động, van bướm ga điều chỉnh điện tử, khởi động bằng nút bấm. Về ngoại thất, cụm đèn trước dạng bóng led bao gồm cụm đèn pha cốt và đèn lai ban ngày, có cảm biến tự động bật tắt và tự động tắt theo thời gian. Cụm đèn hậu dạng led, gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, gập điện và tích hợp báo rẽ. Về nội thất, cụm đồng hồ trung tâm 4,2 inch cùng với màn hình giải trí đa phương tiện cảm ứng 7 inch có kết nối điện thoại thông minh. Xe trang bị ghế nỉ chỉnh cơ, hàng ghế thứ hai gập 60 40, hàng ghế thứ ba thì gập phẳng được. Vô lăng được bọc da, có tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh. Xe trang bị chìa smart key. Tay nắm cửa tích hợp cảm biến đóng mở cửa. Hệ thống âm thanh, xe trang bị 6 loa và xe trang bị hai cổng sạc. Hệ thống điều hòa, xe trang bị điều hòa cơ có cửa gió điều hòa sau. Về hệ thống an toàn, xe trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing bao gồm các tính năng an toàn như là phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chạy làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành và các tính năng an toàn cơ bản như là cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chống bỏ cứng phanh, phân phối được phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, xe trang bị camera lùi, xe trang bị đèn cảnh báo phanh khẩn cấp và có auto lock, đó là tự động khóa cửa theo tốc độ. Đồng thời xe có chức năng tự động khóa cửa khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến. Hệ thống túi khí, xe trang bị túi khí người lái và người ngồi kế bên và túi khí hàng ghế trước. Giá niêm yết của nhà máy là 661 triệu và giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 7 như sau. Tại cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm cho anh em 40 triệu tiền mặt trừ thẳng vào giá xe, giá bán chỉ còn 621 triệu. Tặng thêm anh em 50 triệu phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giảm 30 triệu tiền mặt và tặng anh em 20 triệu phụ kiện trong list phụ kiện của Solo bên em. Anh em quan tâm đến list phụ kiện bao gồm những gì thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Bên em sẽ cập nhật cho anh em. căn cứ từ giá bán như trên, giá sẽ ra biển số nam bánh tại các địa phương. Em sẽ phép tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 722 triệu, các tỉnh áp 12% là 703 triệu, các tỉnh áp 10% là 690 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 719 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 700 triệu giá sẽ ra biển số năm bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Trong trường hợp anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 194 triệu, các tỉnh áp 12% là 175 triệu, các tỉnh áp 10% là 162 triệu, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 183 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 163 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 8 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng cũng vay tối đa là 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là khoảng 527 triệu tại cơ sở Hà Nội. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì anh em vay được tối đa là khoảng 536 triệu. Với số tiền vay 527 triệu trong 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,6 triệu, trong đó gốc chia đều là 5,4 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,2 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần. Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc BRV và L. Về thông số kỹ thuật của xe, ngoài những option tính năng cơ bản như bản G em vừa mới giới thiệu thì Honda BRV và L được trang bị thêm những option mà bản G không có. Cụ thể đó là có lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng, có thêm đèn sương mù dạng LED, tay nắm cửa được mạ chrome, xe trang bị ghế da, có đề nổ từ xa, hệ thống điều hòa xe trang bị điều hòa tự động cùng với hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing thì có thêm chức năng camera quan sát làn đường anh em hay gọi là camera cặp này và xe được trang bị túi khí rèm hai bên giá niêm yết là 705 triệu tại thời điểm đầu tháng 7 chính sách bán hàng của hai cơ sở bên em bên so cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm 40 triệu tiền mặt giá bán chỉ còn 665 triệu đồng thời tặng thêm anh em 30 triệu phụ kiện trong list phụ kiện của số bên em anh em quan tâm thì liên hệ với bên em theo số điện thoại để ở góc phía dưới bên trái màn hình Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giảm 30 triệu tiền mặt, giá bán chỉ còn 675 triệu, tặng anh em thêm 20 triệu phụ kiện nữa. Căn cứ từ giá bán như trên, giá sẽ ra biển số Nam bánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 772 triệu, các tỉnh áp 12% là 752 triệu, các tỉnh áp 10% là 738 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 768 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 748 triệu giá xe ra biển số năm bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp trước BNVBN, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau: Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 206 triệu, các tỉnh áp 12% là 187 triệu, các tỉnh áp 10% là 173 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 194 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 174 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ giá là khoảng 8,6 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 565 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc đại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,2 triệu. Trong đó gốc chia đều là 5,8 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,4 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần. Và như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Honda BRV tại thời điểm đầu tháng 7 hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em